tiếp theo tôi sẽ sắp cái bước tiếp theo. Mình sẽ phẫu thuật làm to cộng nhỏ, nâng size cộng nhỏ cho một chú nam 40 tuổi các bạn. Đây là cái nhỏ của bạn lúc xỉu này. Nó tới là lúc xỉu thì nó dài được 6 phân. 6 phân các bạn. Đấy, cái còn chu vi này. Bây giờ được 7 phân rưỡi. Thì bạn này thì bạn ấy bị viêm cái da bao quy đầu bạn ạ. Đây. Đấy, bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy là bạn ấy bị viêm da bao quy đầu. Đấy. Bao quy đầu quan hệ thì nó bị nứt rồi. Thì những trường hợp này thì mình sẽ cắt bao quy đầu. Đấy, thế nhưng mà mình sẽ không có đi cái đường làm nhung vá đường trên. Đấy, mà mình sẽ đi cái đường dưới. Phía sau là mình sẽ cắt bao quy đầu kèm theo thôi. Bây giờ mình cắt đi đường trên thì nguy cơ nó bị nhiễm trùng nó sẽ cao hơn. Bây giờ mình sẽ đi đường dưới. Xin chào các bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật làm to cộng nhỏ. Đấy, sau một bạn 45 tuổi, các bạn thấy là lúc sau đã đột to rất là nhiều. Cái vùng gốc bây giờ nó cũng rất là thẩm mỹ. Chỗ này là cái toàn bộ là cái vùng da nó mọc lông ấy. Đây là cái kích cỡ một lúc sau phẫu thuật này. Bạn này thì cái da thừa rất là nhiều ạ. Được 9 phân. Lúc phẫu trước phẫu thuật là 6 phân. Còn chu vi trước phẫu thuật là 8 phân rưỡi. 7 phân rưỡi. Sau phẫu thuật nó là 10 phân rưỡi. Nghĩa là cái chu vi thì nó tăng được 3 phân, còn cái chiều dài tăng được khoảng 3 phân. Cái cương thì nó sẽ trông rất tự nhiên.